Giờ bự quá nằm lên đó hết vừa luôn hả xì? Nằm không vừa luôn rồi, phải lăn qua lăn lại luôn rồi. Nằm hết vừa chắc phải mua cái mới rồi. Thấy không? Bự quá giờ rồi, nay nó bự như con sư tử rồi. Nên giờ phải mua thêm cái mới thôi chứ giờ cái này nó nhỏ quá nằm có vừa đâu. Thấy không? Cái nằm thì buồn ngầu gì con? Ừ, sao nằm buồn ngầu vậy? Xì ơi, xì. Trời đất ơi, nay nó bự chưa mà cô chú ơi, nó bự hết sức bự vậy nè. Nằm hết vừa rồi. Phải mua cái mới cho em rồi. Tốn hơn 50 đô nữa rồi. Tốn tiền với con này nữa rồi. Hey. Xì ơi, xì. Xì ơi, xì. Xì ơi, xì. Chịu giỡn lắm nha. Giỡn dữ trời lắm. Này, này vậy coi. Sáng ngày hôm nay đưa Phi đi học xong rồi về cái mình thấy trời nắng đẹp quá. Bây giờ mình sẽ chạy lên Home Depot xem có bông hoa gì cây cối gì giảm giá mình mua về mình trồng xuống nha. Cây thì mình ươm nhiều rồi nhưng mà chắc có lẽ là mình sẽ xem coi có hoa nào giảm giá đó. Mua hoa về bỏ xuống vườn cho nó đẹp. Cho nó rủ ong bướm lại cả nhà. Hoa về trồng nha. Hôm nay là cuối tháng 4, gần cuối tháng 4 rồi. Tới rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ dẫn cả nhà đi vô trong nha. Đây Home Depot nè cả nhà. Bên kia bán bông bán hoa quá trời kìa. Mình sẽ đi kiếm. Đi kiếm cái gì đẹp đẹp giá tốt tốt mua về trồng. Đây họ có lựu nè, kiwi nè. Nho xanh, nho đỏ, sung. Rồi red berry, giống như mâm xôi. Củ hành, cái này có măng tây nữa nè. Măng tây có núm một rồi trời. Có bụi một thôi đó. Có bụi một thôi. 4 đô la. Củ hành, hành là hành hành tím rồi hành cánh rồi gì nè. Mua cái này về trồng. Mai mốt mình sẽ có củ hành mình ăn, mình thu hoạch. Rồi đi ra, đi bông hoa. Bông cúc rồi. Đẹp quá. Đã lấy được cái xe rồi, bây giờ sẽ đi coi được cái nào là bóp cái đó luôn nha. Ở bên kia kìa, họ cho ra ngoài sân nhiều quá trời luôn kìa. Chậu hoa ly đẹp quá trời. Mè tới 30 đô một chậu. Đẹp quá hả? Cái này là mua để trong nhà. Mua để trong nhà cả nhà. Nó vô chậu đẹp quá nè. Cái này là tới 30, 30 đồng một chậu. Đào táo mận nè cả nhà. Đào nó ra bông mà nè. Sáu mươi mấy đồng, 68 đồng một chậu. Ôi ơi, bên đây cherry nó ra bông rồi cả nhà ơi. Cherry cherry nè, nó ra bông nè. Ôi cái bông cherry đẹp dễ sợ chưa, giống bông mận á, màu trắng. Cái cherry này cũng 6 mấy đồng luôn. Trời ơi, sao cái cherry đây nó ra lá không? Xong cherry nhà mình nó chưa có ra lá trời. Bông cherry nè, bông cherry màu trắng. Thiệt tình là hồi đó giờ mới biết luôn đó. Chứ không là chỉ có lên trên mạng coi thôi chứ không không có nhìn thấy bông ở ngoài đâu. Còn bông màu hồng đó là bông đào. Nè, cái gốc nó để cherry nè, với cái lá nó nhìn là thấy cherry rồi. Táo đào mà hôi cha quá trời. À hoa hồng ở đây bán có 10 14 đồng, cha vi mua 25 đồng. Giống y hệt luôn. Này mình thích cái bông này là bông trà mi nè. Bông này đẹp, trà mi màu trắng á, cái bông màu trắng là nó giống như cái bông của cái hiệu Chanel á cả nhà. Cái này như tiền này. Mình thích cái bông màu trắng. Trời ơi nó rụng xuống nhìn thấy cũng dữ dằn lắm, nó cũng dơ lắm luôn. Trà mi đâu à, để coi giá cây thùng là nhiêu tiền. Hồi bữa mình coi là như cũng 50 đồng. Trời ơi táo nó cũng ra bông nè. Cái táo này nhà giống nhà mình nè, mình trồng táo này nè. Đây, cái táo xanh nữa nè, bông trắng. Phái cây cherry. Cái trồng có 1 cây à, phải trồng 2 cây, lỡ đâu cây đực cây cái thì sao. Nói chung là phải trồng 2 cây cho nó vui, cho nó có bạn, cho nó có trái cả nhà. Giờ mình sẽ đi vào trong này xem có ra củ quả gì không nha. Đây, cái khu này là 3 cái 10 đồng nè. Ở phía
trong nó rất là nhiều hoa cả nhà ơi, nhưng mà nó mắc quá. Một chậu như vậy nó tới 7 đô la rồi. Mà trồng là phải trồng nhiều nhiều, chứ trồng ít nó đâu có đẹp. Tại vì cái này nó, một chậu nó có nhiêu đây nè. Đó, màu chậu vậy là 7 đô la. Uổng quá. Phải chi nó bán rẻ rẻ mình mua về mình trồng ha. Quá trời hoa luôn nè. Mình mua được củ hành với hai cây mâm xoài với cái này để mình trồng cái lá mơ của mình á. Lá mơ của mình nó bò cao rồi. Rồi giờ đi vô trong nha, đi đâu phải có mấy cái bông hoa mà trồng bằng củ á. Mình mua ở bên kia là rau củ, nhưng mà ở nhà mình có đủ hết rồi. Đây ông bà cô chú ơi, ngày hôm nay em Trang mua được một ít hoa nó bằng củ cả nhà, nhưng mà nó lúng hết trơn nè. Đem về trồng nha, xung quanh nhà cho có hoa bông hoa, rồi cho ông bướm, rồi dụ ông bướm tới nhà rồi cho nó thụ phấn mấy cái cây của mình á. Rồi bây giờ sẽ ghim bỏ vô xe nha, xong đi tiếp nha. Xong rồi mình đã mua được một ít đồ rồi, bây giờ tiếp tục đi nữa nha. Đi lên trên Y Center mua, đi chợ Việt Nam mua nước mắm, mua gạo, mua đường phè. Ở trên đó cũng có một cái chỗ mà bán nhiều cây giống như nè, có gì đó rẻ rẻ mình. Cái hoa bán củ á ghi là 14 đồng, 15 đồng mà giảm còn 11 đồng mấy à. Mình thấy rẻ thôi, mình mua một ít về trồng xung quanh nhà, chứ mấy cái chậu kia mắc quá nên thôi. Đi tới một cái tiệm khác nữa, mình hốt thêm một mớ bông nữa nè. Bông dạng thọ nè, bông nè, với lại mấy cây salad ở nhà mình nó trống á, mình mua thêm về mình bỏ vô. Mấy cây cà chua, một cà chua nha, về trồng xuống nha. Được cái xe nữa rồi cả nhà ơi. Rồi bây giờ đi vô tính tiền nha, đi tính tiền rồi đi mua đồ ăn về. Nắng đẹp quá sức chưa, bông hoa quá trời, bao la bát ngát ha. Ở trước cửa có hai chậu bông giấy quá đẹp luôn cả nhà. Chậu này đẹp nè, giấy đẹp quá, mấy chục đô, đẹp quá, đẹp luôn. Đi vào bên trong, mình đứng mình đợi, mình đang đợi đang đứng tính tiền. Xong đã tính tiền xong, bây giờ sẽ đi chợ nữa nha. Rồi con gái về cho gái ăn sầu riêng nha, gái khoái sầu riêng lắm. Bên này mua sầu riêng tươi cho gái ăn luôn, hơi mắc một chút nhưng mà nó ngon, hy vọng là nó ngon. Đón được gái rồi nè cả nhà ơi. Chào ông bà chú kìa. Xin chào bà cô chú các bạn. Nóng quá hả con? Dạ. Trời nắng lên rồi đó. Khi bắt đầu nó nóng. Ui, mày mỏi mày lạnh lên cho nó nha. Nóng thiệt luôn á. Nóng như đâu? Ok. Về ha. Nhìn mình trang sầu riêng ha. Nó bụng không? Còn bánh không? Về nhà mẹ cho ăn bánh bao nè, sầu riêng nè, mít nè, thanh long nè. Mẹ mua cho Phi quá trời đồ ăn luôn kìa. Nay có chụp hình không kìa? À. Có không? Chụp ở trong lớp hay ngoài lớp? Ở ngoài. À, ngoài trước cửa sân hả? Ngoài sân hả? Cái này học sao con, vui không? Chơi sang lắm nha. Mua sầu riêng tươi luôn, 35 đô cho một hộp này nè cả nhà. Hai muối, một muối bự, muối nhỏ. Mua hai hộp 70 đô luôn. Nay chơi sang kêu sầu riêng tươi luôn, Phi ăn tươi rối luôn. Nè bà cô chú,
sầu riêng môn thon thái. Ê, giống như anh bé vậy. Giống như anh bé. Dạ, giống như anh bé. Lấy cái dao. Giống anh bé vậy, giống như anh bé. Dạ. Gái đi học về nó nóng quá cả nhà. Thay bộ đồ cho mát. Đồ bộ ở nhà đó. Trời ơi. Lâu dữ lắm rồi mới ăn được cái sầu riêng tươi này đó. Ở bên đây cái sầu riêng tươi nó mắc dữ lắm cả nhà. À, nguyên trái luôn á, chưa khui á nha, là nó là 13 đồng, 14 đồng một thao. Còn cái này họ khui sẵn. Để mình coi cái này ăn được chưa ta. Ăn được chưa? Hơi nó hơi cứng vậy ta. Nó cứng không ta? Mình coi. Còn cái sầu riêng tươi này là nó mắc lắm. Nếu mà nó chưa chín tới á, phải để thêm. Được rồi, phía phía. Nè nè nè. Rửa tay chưa? Rửa tay à? Rửa tay rồi sao mà còn chơi cái đồ chơi nữa? Đây mẹ lựa cái ngon cho con nè. Cắn nhỏ nhỏ thôi con cắn bự quá là ăn nó sẽ bị mắc cổ á. Để mẹ lấy cái ngon hơn cho con ăn. Mẹ coi cái này nó mềm chưa? Mềm. Đây một cái nữa nè. Gái nó thích ăn sầu riêng lắm cả nhà. Ngon ha. Mùng thon thái đó. Ngon, ngọt. Nó khô. Cái sầu riêng này là dạng sầu riêng khô cả nhà. Người ta quấn bằng cái khăn nè, xong người ta dán hai cái đầu bằng cái băng keo. Như cái này nó mềm nè. Cái dạng sầu riêng này là sầu riêng nó gáo, mà gọi là gáo, khô gáo. Gái ơi, lạnh gái. Thích không con? Mai mẹ sang luôn. Mẹ mua sầu riêng tươi ăn luôn cho nó sang luôn. Ăn cho nó đã luôn chứ lâu lắm rồi thèm cái sầu riêng nè. Mẹ ơi. Lúc mình thấy là lúc ở bên Singapore đó là mình đi chợ Thái mình mua. Ừ đúng rồi. Nè, cầm đi. Trời cả nhà coi nè, nó gáo ha. Cầm nó gáo nó khô hết sức không. Hồi đó lúc đó mẹ mình qua bên Singapore mình mua cho mẹ ăn á, mẹ cũng thích nữa. Mẹ nói trời, nó có bị sượng không vậy? Sao nhìn nó vậy? Nó không. Nó gáo vậy đó. Cái dạng sầu riêng này nó gáo vậy nè. Lúc người ta bổ cũng vậy. Người ta bổ, người ta lấy cái dao người ta gọt. Mời bà cô chú nha, phi ông mời bà cô chú phía. Con mời bà cô chú. Mời bà cô chú các bạn ăn sầu riêng. Đúng rồi. Cho gái ăn sầu riêng đi lát nữa, gái đói bụng mẹ cho gái ăn bánh bao, mẹ mua bánh bao cho gái á. Trời ơi. Ngon quá. Đúng là tiền nào của nấy. Cầm lên nó gáo. Tự nó chuộng. Ngon. Ngon lắm. Bà nhắn tin. Ngon quá chị, ngon thế vậy ha. Sao con? Sao? Không còn lời nào. Ngon dữ hằng. Ngon mà không còn lời nào để nói hết cả nhà ơi. Chỉ có vậy thôi. Cái muối sầu riêng nè. Ăn nữa không con? Ăn chưa hết nữa, ăn chưa hết nữa hả? Thì mày cắt cái này nữa nha. Mày cắt mày ăn miếng, ngọn miếng mày để mày chưa có nha. Ở đây còn một miếng bự nè, một muối bự nè, nè cả nhà. Trời ơi, sầu riêng họ lột ra, họ quấn lại nè, đẹp dễ sợ cả nhà. Lúc bên Singapore mẹ mình với chị mình với ba rồi á, qua bên Singapore chơi cái mình đi vô chợ Thái mình mua cái sầu riêng này cho mọi người ăn á, ai cũng khen hết chưa. Nó ngọt mà nó ráo nè, nó ngon trời ơi. Còn ở Việt Nam á mình cũng thích ăn cái loại sầu riêng đường bò cả nhà. Với Việt Nam thì mình lại thích ăn sầu riêng đường bò chứ mình không thích ăn ri sáo hay gì đó, không thích. Nó ăn đường bò nó nhão vậy đó. Còn ăn sầu riêng Thái Lan á thì hả nữa à, nữa hả. Xuất sắc xuất sắc. Trời ơi, cơm quá trời cơm luôn. Cái cơm muối. Cái muối của nó quá trời dày luôn ha. Mình nãy đợi. Bữa nay á là trời nắng nóng rồi đó, mình mở cái cửa ra sổ cho tho gió nó thoáng vô cả nhà. Cái hơi nó hơi ồn được đấy. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ nè. Cảm ơn mẹ, mẹ trời ngon quá. Xứng đáng đồng tiền. Nay mình mua chợ Campuchia.
Bên này họ cũng có bán sầu riêng tươi nữa. 14 đồng một bao là nửa ký đó, khoảng tầm nửa ký. 450, 450 gram. Quá xuất sắc. Tới bến luôn hả Việt? Ngon quá đó. Ngon quá đó. Mẹ để dành phi ăn nha. Mẹ để dành cho gái ăn nha. Mẹ ăn miếng này thôi, mẹ nghĩ mẹ để dành cho gái ăn nha. Dạ. Ok. Để dành gái thiệt. Có con á, biết nó thích ăn cái gì cả nhà, cũng dành cho nó. Cái miếng này rất là ngon, phải nói là ngon xuất sắc. Trời ơi, cái miếng cơm cạn lời luôn, kiểu như thèm á, ai mà thèm thường đi mà thích ăn á, mà ăn một miếng như vậy nha là no luôn á. Trời ơi, cả nhà nhìn nè, kỹ nè, cái miếng sầu riêng gì đâu mà nó dày mà nó bự dễ sợ. Cả nhà thấy mình nói nhiều quá đúng không, tại vì nó ngon quá đó, cái làm cho mình nó cảm hứng á, mình muốn truyền đạt với mọi người á, chia sẻ với mọi người. Quá ngon, cái gì đó. Hôm bữa mình cũng canh mình mua mà lại đông đá, ăn cũng được, đỡ thèm. Bữa nay là xuất sắc. Mấy miếng nữa nha. Rồi chà. Ngọt, béo, gáo, ngon quá trời ngon. Mà lại học lép nữa chứ. Mày đi dặn gái nha. Dạ chứ ý con. Dạ. Dạ. Mẹ đóng lại, mẹ đi dành lên tủ lạnh á. Dạ con muốn ăn cái kia. Ủa hết rồi hả? Dạ. Đây, miếng này rất là ngon luôn á. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ ơi. Để dành nha, để dành cho con gái á, cả nhà, con gái thích. Đây là miếng mít, nãy về mình cũng rỉa hết mấy muối. Miếng mít này là 7 đồng mấy á cả nhà. Ngon ha, vàng khè luôn nè, ngon, mít ngon lắm. Hôm qua còn mua được bịch ốc, giống như ốc đắng, ốc gạo vậy đó, ở chợ Hàn Quốc. Về luộc ăn, trời ơi, nó sung sướng cuộc đời, làm chế nước mắm xả ớt. Còn đây là tẹn 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 tẹn, cái bánh bài toàn gái. Chị nào con gái đói bụng gái ăn nha. Dạ con gái đói bụng, con không ăn nè. Ok, không ăn nữa ha, để mẹ ăn hết bánh này. Bánh rồi, ok, mẹ cất cái này lại, mai chiều ăn tiếp ha. Con được ăn cất. Rồi, bánh bài con gái này. Để mình kiểm tra tay coi. Xẻ tay ra. Ok, ăn con. Bánh bài. Mùi cho con gái chả thanh long hả con gái. Mẹ cất tủ lạnh cho lạnh nha. Mùi cho con gái trái thanh long nè, nó phải ăn thanh long. Con thích ăn thanh long ruột đỏ hay ruột trắng? À, trắng. Không thích ăn ruột đỏ, ruột đỏ cũng ngọt mà. Mà con hết làm giống như bôi lại con sợ. Con dầm nó ra. Con dầm nó ra. Con dầm nó ra mà lấy muỗng. Anh lấy muỗng dầm nó ra mà hồi nó lên mặt có lại cái màu đỏ thì ta cho lấy cái màu trắng á. Hiểu rồi, nó nói là ăn cái thanh long ruột đỏ đó là nó dầm ra, nó ăn xong một hồi cái mặt nó bị dính đỏ, nó không thích, nó thích ăn cái trắng vậy đó cả nhà. Dễ giải thích á. Rồi, hai mẹ con ăn sầu riêng xong thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đây để mình trồng bông nha. Nhưng mà trước tiên chắc mình sẽ cho vô chậu trước, cho vô chậu trước đi, rồi mai sau nó lên cây, nó lên đồ đàng hoàng á, rồi mình ha đào lỗ mình cho xuống đó. Mua được một mớ bông cả nhà, cái này hành củ, hành hương gì đó nó cũng lên rồi nè. Giờ mình sẽ xúc đất vô chậu để trồng bông.